Đây là một căn nhà 5 tầng, vị trí rất rất là hợp lý, gần Thiên đường Mạo Sơn, gần với lại Vinhome Smart City, gần với lại Vincom Tây Mỗ, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, cách đường Lê Trọng Tấn 200m thôi. Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một dự án rất là mới thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái dự án này thì có 5 căn đã bán 3 và còn 2 vừa mới hoàn thiện xong hết mà đã bán 3 căn và đã có người về ở rồi nha mọi người. Với cái căn này thì nó cách với đường ô tô 100m, ngõ trước nhà để đi vào cái 5 căn này thì nó khoảng tầm 1m8-2m thôi. Với 5 căn nhà này thì hoàn thiện rất là chỉn chu, diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Còn 2 căn ở phía trong cùng giá chào bán vô cùng hợp lý, với cái vị trí căn nhà này chỉ 2.650.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Mặt tiền của ngôi nhà hơn 4m. Thiết kế 30m xây 4 tầng. Với phần cửa chính thiết kế là cửa gỗ và mời người theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Ngồi đang đứng ở đây, đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Đây mọi người ạ, kệ tivi để đồ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Vị trí căn nhà này thì nó rất là gần với trục đường Lê Trọng Tấn, nó cách với trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 300m thôi, đi lại giao thông rất là thuận tiện, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, gần với lại những cái tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng, gần với lại trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2. Đây là cái phần phòng khách, phòng bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích 30m², thiết kế phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý, tủ gỗ ăn cường với hai tông màu trắng và nâu. Mặt bếp thì là ốp đá granite và xung quanh bếp thì là ốp gạch. Ngoài cái phần phòng khách và phần phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Phòng vệ sinh ở phía trong tầng 1 này thì nhỏ nhắn thôi, đầy đủ công năng, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống toàn bộ của trụ tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc thì ốp đá granite và phần ngăn cách giữa cầu thang và cái phần phòng khách thì có một cái vách gỗ CNC ở đây. Mời người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà khám phá xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với cái thiết kế của ngôi nhà này thì ở trên phía tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Giá chào bán của cái căn nhà này chỉ 2.650.000.000 đồng thôi mọi người ạ. Như vậy với cái căn nhà này quý vị chi trả trước cho ngoài khoảng tầm 1.2 cho tới 1.3 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Dự án căn nhà này thì có 5 căn đã bán 3 căn, chỉ còn duy nhất 2 căn ở phía trong cùng mọi người nha. Ngọc Ánh xin nhắc lại, còn duy nhất 2 căn ở phía trong cùng, hướng nhà là hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc mọi người ạ. Đó. Ở trên cái phòng ngủ này thì cũng thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 và cái phòng ngủ này rất là vuông vắn, dễ dàng kê giường, tủ đồ nội thất ở phía bên trong. Cửa thông phòng là cửa gỗ. Đây. Từ vị trí căn nhà này thì Ngọc Ánh khẳng định với mọi người, nó đi ra từ cái trục đường chính Lê Trọng Tấn, nó rất là gần, nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Vị trí thì nó thuộc La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội mọi người ạ, gần với trung tâm thương mại Eomon. Nếu từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới trung tâm thương mại Eomon thì nó khoảng tầm 1.5km thôi ạ. Đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2, đáp ứng cho quý vị cái công năng về bồn cầu, hệ thống sen tắm nóng lạnh, lavabo bàn đá. Ở đây cái dự án này hồ sơ điện, hồ sơ nước đã đều được lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng căn. 5 căn nhà này 5 cuốn sổ đỏ khác nhau và được xây dựng độc lập riêng biệt nha mọi người. Mọi người hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xây dựng của chủ đầu tư hiện nay. Và với cái phần cầu thang ở dưới tầng 2 thì ở đây đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài ở hành lang cầu thang đi vào phòng ngủ mọi người nhá. Mời người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà nhá. Với tầng 2 thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh thì tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà này thiết kế cũng tương tự như vậy. Như vậy với cái căn nhà này hiện tại nếu mà bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì có 3 phòng ngủ riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng trước sau. Tất cả các phòng ngủ cũng như là tất cả các cửa sổ đều được thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ.
Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng. Nói chung với căn nhà này, giá chào bán, vị trí rất là hợp lý mọi người nha. Và chủ đầu tư thiết kế tối đa, hỗ trợ tối đa ngân hàng 80% giá trị khi mà mọi người vay. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. 5 tầng, 3 phòng ngủ riêng biệt, phòng khách, phòng bếp, chỗ để xe rất là hợp lý. Với cái 5 căn này thì có một cái sân để xe và có cổng rồi mọi người nha. Cho nên quý vị có thể để xe ở bên ngoài mà không cần dắt xe vào nhà. Mời người theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Bởi vì tầng 4 thiết kế giống hệt như tầng 2, tầng 3 cho nên Ngọc Anh sẽ bỏ qua và quay tầng 5 cho mọi người nha. Ngọc Anh đang bước chân ở trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì đây là cái khu vực để máy giặt mọi người nha. Đây là khu vực để máy giặt và trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là phần phòng thờ. Một phòng riêng, phòng thờ trên phía tầng 5. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Đây mọi người ạ, mọi người có thể nhìn vị trí xung quanh của cái căn nhà này. Đây, nó gần với lại rất là nhiều tòa chung cư lớn. Đó. Xung quanh thì dân cư vô cùng đông đúc. Vị trí đi lại giao thông rất là thuận tiện. Quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc là khu làm khu vực Hoài Đức mà đi ra cái phía đại lộ Thăng Long thì cái căn nhà này đi lại rất là thuận tiện nha. Và mọi người ơi, muốn tìm hiểu biết thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hóa 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.